Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Together vì ta là một đôi được phát đi từ kênh Đam Mỹ Tuần Chuyện. Trước khi lắng nghe audio, mình xin giới thiệu với các bạn là Buôn vừa mới làm một cái kênh mới tên là Buôn Home. Các bạn nếu rảnh thì ghé qua tham quan nha. Còn bây giờ, mời các bạn đến với chương 17, phần 2. Ăn gì đâu, tao đói rồi này. Tiếng của thằng boss lại đến tai trong lúc chúng tôi đang ngồi từ tòa nhà khoa căng tin. Tôi là người dễ tính nên cũng không quá cầu kỳ với chuyện ăn uống, bình thường vẫn đi lại ăn cơm curry, xong do hôm nay đi trễ gần cả tiếng nên đồ ăn chỉ còn lại tiệm tự chọn và tiệm hủ tiếu mà thôi. Thằng man mày ăn gì? À tao ăn cơm thịt heo xào. Vậy tao cũng ăn cơm thịt heo xào. Ừ tao nữa. Tóm lại là cơm thịt heo xào hết phải không? Ok. Đồng loạt gật đầu nhất trí, thế là thằng Ti đi tới trước cửa tiệm gọi một món đồ ăn duy nhất 6 dĩa, số còn lại đi tìm bàn ngồi như thường lệ. Tôi còn cả học trì vào lúc 2 giờ, vì vậy vẫn còn thời gian rảnh rỗi để nhây nhưa. Chủ đề mà tôi và đám bạn bàn luận là chủ đề quen thuộc của tụi con trai: học hành, đá bóng, âm nhạc, truyện tranh, đồ ăn hoặc thậm chí là chia sẻ cho nhau phim heo. Cái này là tôi nói thật đấy. Đầu tiểu chính là thằng Beat và thằng Man, thánh phim Nhật. Bộ nào mới ra, bộ nào nổi tiếng nó đều mang share lên hết. Còn tôi không sử dụng một cái mạng xã hội nào nên thằng Man sẽ tạo một cái bookmark trong laptop, chuyên môn là mở lên xem khi tinh thần sa sút. Ngoài việc trò chuyện tán gái, điện thoại cũng là món đồ quan trọng mà chúng tôi đa số đều móc ra chơi để hết thời gian. Bạn tôi thích chơi game nên trong điện thoại có chứa toàn game, mạng xã hội cũng chỉ dùng vài cái. Facebook cả năm mới update một lần, đa phần lướt Instagram nhiều hơn vì follow toàn là gái ngực bự. Còn tôi chỉ follow duy nhất một người, cứ ngồi ngắm đi ngắm lại hình của nó. Hồi đầu, lúc mới biết chơi, phải thừa nhận rằng ngu mạng xã hội nhiều đến mức tìm cái sale hình trên Instagram để lưu vào cũng khó. Rồi rốt cuộc bị bọn bạn phát hiện một cái là gõ đầu và dạy, ngố cho tôi liền. Vậy nên điện thoại chỉ có hình vài người, một là người trong gia đình, hai là thằng thai. Cười tủm tỉm hoài vậy mày, có đem chiêu tao dạy ra mà xài không? Thằng Man hỏi tôi bằng giọng gợi đòn, đã vậy còn cười khoái trá một cách muốn ăn đạp. Chiêu cái khỉ móc gì? Thì chiêu xin cho chịch thử ấy. Chẳng nói chẳng rằng, tay còn lại múa may phụ họa theo lời nói. Xin hôn còn chưa cho, xin cái khác chắc cho quá. Mày đúng là hết thuốc chữa, cần ta làm mẫu không? Thôi, mày nhiều chuyện quá. Ôi, thằng tha dễ thương ghê á, tao thích ghê luôn. Muốn chết không? Lúc nào cũng ghẹo gan tao, rồi cứ thử đem chuyện thằng tai ra nói. Cái khỉ gì cũng nó và nó. Biết rõ ràng tao không thích mà vẫn chọc cho bằng được. Ơi, có cơm rồi đây. Tao xin ăn cơm trước rồi, hẳn chết nha. Cơm đã sẵn sàng, muỗng dĩa sẵn sàng, tất cả chuẩn bị bắt đầu giải quyết cho cái bụng đang đói cồn cào nếu không phải người nào đó đang cắt ngang bằng việc tiến tới gần. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu đó là nhìn quen quen, tuy vậy chẳng thể nói gì, cứ để cho đối phương bắt đầu trước. Sao đau quá, chị mua Blue Hawaii cho mày này, có đồ ăn vặt nữa. Chị ấy đi cùng hai người bạn, tay nào tay nấy xách đầy đồ ăn vặt. Chị nhớ là sao đau quá thích uống Blue Hawaii đúng không? Lần trước chị có nhờ man đưa giúp, chỉ là cần nhìn thấy sao đau quá uống là chị vui rồi. Câu hỏi ấy chính là Blue Hawaii tôi đang uống trước đây có phải do thằng Man đưa ra đâu. Quay ngoắt qua nhìn chủ nhân cái tên, tôi chỉ trông thấy nụ cười giả lạ của nó. Cảm ơn, nhưng chị không cần mua đâu, với cả em không thích uống Blue Hawaii đến vậy. Chỉ là người nào đó thích mà thôi. Thế sao đâu có thích uống gì? Không muốn uống chị ạ. Đúng ngột ngạt mà, và ngày nào cũng có cảm giác như vậy, bất kể là lúc ăn cơm hay là sau khi tan học. Hồi đầu, lúc nào cũng có đồ ăn vặt viết lên tên rồi treo trước cửa phòng. Sau này, thấy tôi không cầm về thì đổi thành treo vào gương chiếu hậu. Tôi ít khi lui tới căng tin trung tâm, cảm giác như bị theo dõi sát sao ấy. Một cách thiện ý lẫn ác ý thù hằn. Nếu không vì gặp tụi thằng thai ở đó thì luôn là tôi sẽ chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện ở đây. Nghe nói là em lập nhóm thi đấu hả? Chị ấy đổi chủ đề, tôi đành gật đầu. Cố lên nha, trong túi có bằng cá nhân nữa đó. Chị thấy là tay của Sarah Watt có vết thương này. Cảm ơn chị. Dạo này chả thấy đăng hình lên Instagram gì cả nữa nha. Em không có chụp máy.
Hay nói cách khác là chưa bao giờ chụp hình thì đúng hơn. Thằng tài trong máy nhiều sẵn rồi. Bạn sale về cho thêm thì cũng có, cơ mà không muốn share thường xuyên đâu. Đúng, giữ kỹ, giữ lại cho một mình xem, như vậy vui hơn nhiều. Ôi không làm phiền nữa, chị đi cổ vũ cuộc thi cho kỳ sau đây. Dạ vâng, bye bye chị. Ừ, đúng hết luôn đấy. Ừ. Sau khi khuất bóng lưng đàn chị, đám bạn của tôi lập tức nháo nhào lên, đa số là chọc ghẹo như mọi khi. Đàn chị đó cũng dễ thương, chồng cũng muốn vỗ về chăm sóc, chỉ có điều chị ấy không phải là người tôi muốn bảo bọc. Ăn cơm, tôi chấm dứt mọi chủ đề. Lẽ ra mày phải xin số điện thoại rồi đưa cho tụi tao chứ. Ừ, tự đi mà xin đi. Nể tình tao giúp mày tán thằng Tai một xíu cũng không được hả? Giúp tán hồi nào, tao tàn thấy mày phá hoại thì có. Buổi chiều đi tập được không? Muốn gặp nó ghê luôn đấy. Đi, nhưng mày khỏi cần nhiều chuyện, đi tập bóng với các anh đi. Khi nào gần đấu tao sẽ đi tập. Thời gian này, focus toàn lực vào chuyện tìm phòng tập và chọn bài hát cho đám bạn trong nhóm. Vậy nên, sau khi đi ăn cơm và đi học, chúng tôi chia nhau ra mỗi đứa một hướng. Tụi Bạch Hổ kéo nhau ra sân bóng, còn tôi đi thẳng tắp đến phòng tập câu lạc bộ như mọi ngày. Bầu không khí trong phòng tập vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ tất cả vô cùng yên ắng, không lấy có một tiếng guitar lọt ra ngoài, một số người mải mê viết gì đó vào giấy. Tôi ngó tìm thằng Tai đầu tiên, nó ngồi ở góc phòng cắm cúi viết gì đó một cách nguệch ngoạc. Một phần có lẽ là vì vết thương đang trên mặt khiến cho đối phương giảm bớt tự tin. Tại nó lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai cho nên mới có suy nghĩ như vậy. Lúc nó khóc, tôi đúng vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ngồi nhìn nó quẹt nước mắt, trông rất đáng yêu chết đi được. Đến đông đủ rồi nhỉ, anh sẽ phổ biến lại một lần nữa cho tụi bay nha. Bì đêm, chủ tịch câu lạc bộ nghiêng mặt đứng giữa phòng, khiến tôi róc rút đi về chỗ ngồi của mình. Và chỗ mà tôi hướng đến chính là vị trí kế bên thằng Thai. Một tháng nữa là thi final, sau này mọi người sẽ tính phòng tập hơn. Khi nào cần gửi clip, anh sẽ thông báo qua fanpage. Thời gian còn lại này, anh sẽ để cho mấy đứa có thời gian ôn bài tập và tập nhạc, hoặc có thể lập nhóm thi đấu gì đó tùy tùy. Phòng tập có 3 phòng, tòa nhà này, tòa nhà âm nhạc và tòa nhà kỹ thuật. Nhưng hai nơi còn lại phải xin phép thầy cô trước, vậy nên buổi hôm nay cho nghỉ. Yeah! Tiếng hô hào của mọi người vang lên khắp phòng trước khi nhanh chóng bị ngăn lại. Vui mừng cái khỉ gì? Trong tay mỗi người là một tờ giấy ghi những ý kiến, ai chưa có thì ra trước phòng mà lấy. Viết ra điều mình rút ra được từ khi vào học ở câu lạc bộ guitar này. Anh cho thời gian nửa tiếng để nộp, rõ hết chưa? Dạ rõ rồi ạ. À, vậy thì đi lấy giấy và viết đi. Thằng gây phiền nhiễu ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu viết cái gì đó tiếp. Trong phòng tập không có bàn nên chúng tôi phải đặt tờ giấy trên đất, một số người còn đặt lên guitar để viết cho thoải mái hơn. Sau khi ngồi dậy thì lấy tờ giấy từ đàn anh, tôi lập tức đưa ra để ý cho người trước mặt. Không thấy mỏi hả? Đặt tờ giấy lên đồ gây phiền nhiễu cũng được đấy. Khùng hả? Guitar đắt tiền đó. Tao mỏi, cho mượn có lưng mày được không? Tường đi mày. Bàn tay trắng chỉ về bốn bức tường xung quanh, xong tôi nào có quan tâm, tôi sẽ dùng lưng vợ làm bàn để viết. Thế là tôi đành bạo dạn in tờ giấy lên lưng nó rồi đặt bút viết ngay lập tức. Thằng khốn sao đâu quá, mày đúng thật là... Rồi nó lầu bầu liên tục cho đến khi tự mệt và tự im. Vết thương còn đau không? Tôi hỏi trong lúc vẫn in tờ giấy lên lưng của đối phương, nó vẫn đang cắm cúi viết gì đó vào tờ giấy không ngừng nghỉ. Ừ thì hết rồi. Bôi thuốc chưa? Ừ. Uống thuốc chưa? Ừ. Lo đó nha. Ừ. Tao cũng vậy. Đây có thể là moment khiến cho trái tim như nổ tung, thằng Tai khi nào thực khẽ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Chỗ chúng tôi ngồi cũng không có mấy đứa bạn nào ngồi gần, nên tôi không cần phải lén cười hay làm mặt đơ như mọi lần. Chỉ cần thấy thằng Tai lo lắng thôi là tôi cũng đã vui lắm rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh để quay trở lại với tờ giấy ghi những ý kiến trước mặt, sau đó bắt đầu chậm rãi đọc từng câu hỏi. Có câu chú ý, có câu không vì điều tôi chú ý nhất đã ở ngay trước mắt rồi. Tại sao lại học guitar? Chơi không giỏi những dụng cụ khác. Học được những gì từ câu lạc bộ guitar lần này là kỹ năng, tình bạn và kinh nghiệm. Bài hát bắt đầu chơi khi vào câu lạc bộ là On I Quan. Hợp âm thích nhất là hợp âm gì, vì sao? Là hợp âm C. Ý nghĩa của guitar trong suy nghĩ của bạn là gì? Là bạn.
Và tiếp theo đó là phần mở rộng ý kiến của các đàn anh muốn hỏi đàn em để hiểu thêm về quan điểm của mỗi người dành cho việc học guitar ở câu lạc bộ. Câu hỏi mở đầu đều giống nhau rằng nếu định nghĩa về cụm từ sau này suy nghĩ của mình, tôi nghĩ nó không đúng mà cũng chẳng sai. Câu trả lời rất rộng, thật sự là rất hay vì ai học âm nhạc cũng không thích bị gò bó đâu. Hội âm nhạc nổi tiếng là gia đình, đàn anh năm 2, người có ơn, đàn anh khóa trên và chủ tịch câu lạc bộ là thần thánh. Syrup Light chơi lớn cùng nhau là Bimeya và Bibon khiến tôi ngắm nhạc lắng động hơn trước. Thai hơi, tôi khựng lại nhìn những ký tự trước mặt một lần nữa, dụi mắt hết lần này đến lần khác thì vẫn là tên của người đang mượn lưng để viết ngay lúc này. Không biết người khác có giống như vậy không, nhưng khi nhìn thấy những cái tên đứa bạn khác cũng được đặt tên cho bạn bè trong câu lạc bộ trong tờ giấy khi những ý kiến lần này như nhau thì trong lòng không có thắc mắc gì nữa. Tôi cẩn thận viết định nghĩa vào chỗ trống, chừa ra một cách chăm chú. Sau đó lập tức mang nộp cho đàn anh ở trước cửa phòng. Mày được tên ai? Thằng Thai hỏi. Vậy còn mày? Không nói. Tao cũng không nói đâu. Sau khi cập nhật thông tin, anh sẽ mời một đàn đại diện lên phát biểu cảm nghĩ về việc viết trong tờ giấy này xíu nào. Mời ai đây ta? Bi Điềm cất tiếng, sau đó cả câu lạc bộ đồng thanh la lớn. Sadaquat ạ? Ok, lại là tao. Vậy Sadaquat, mày mau lên đây đi. Bi Điềm đưa tờ giấy tôi vừa chính tay viết ngay khi bước lên trước phòng. Nhiệm vụ của tôi không có gì nhiều, chỉ cần đọc từng dòng từng chữ mà ban đầu đã viết là hết. Tất cả bạn bè đều tập trung lắng nghe, không có người nào làm ồn dù chỉ là một người, mãi cho đến khi có câu hỏi. Hợp âm thích nhất là hợp âm gì? Em chọn là hợp âm si. Vì sao? Bị Điềm hỏi. Em không ghi lý do, vì lười chứ sao? Người ta lười viết thôi mà. Phải có lý do, vì sao lại thích hợp âm si chứ? Hợp âm A, hợp âm E cũng được mà. Vì nó là hợp âm đầu tiên em dạy cho thằng Thai gãy. Ôi, Huy thích quá vậy. Bắt đầu quá đáng rồi nha, xíu. Từ chỗ đang im lặng, tiếng hò hét chọc ghẹo bắt đầu lập tức vang lên. Mãi cho đến một lúc cuối cùng, cái tên độc nhất vô nhị khiến tôi gần như nghĩ không xem mà phải định nghĩ như thế nào. Thai. Ý, được Thai hả? Định nghĩa của Thai với em là vật thể sống nhỏ bé mà em muốn cho làm phiền cả cuộc đời. Ôi, tao muốn nôn luôn đấy. Sao đau quá, mày ác quá. Và sau đó, sự hỗn loạn lại diễn ra hết lần này đến lần khác. Dù định nghĩa về thằng Thai mà tôi nói thật ra không phải là những gì mà tôi viết trên tờ giấy. Và ai mà ngờ được, đàn anh lại đem nó ra đọc trước phòng. Đối với thằng Thai, định nghĩa duy nhất có nghĩa là với tôi đó là... Tôi tạt qua tìm bạn trong sân bóng rồi thay quần áo sẵn sàng. Trông tụi nó có vẻ rất tập trung vào việc chơi bóng. Thằng Men chơi đến độ cởi chân, đang khoanh tay múa chân thì bị chỉ đạo chơi bóng chuyền. Những đứa bạn khác trong nhóm dường như cũng rất hào hứng với trận game này. Thế nên tôi đành ngồi đợi tụi nó chơi xong, thả mình trên bãi cỏ nhìn tụi nó chuyền bóng cho nhau. Thằng Thai thì bạn nó đón về từ lúc vừa tan lớp rồi. Như đã nói, hôm nay không tập nên đàn anh cho về sớm. Thực tình cũng muốn đưa nó đi đâu đó kiếm gì ăn, nhưng trong tình hình này thì có lẽ chẳng muốn đi đâu. Đang mắc cỡ với tao. Thằng Sadaquat ra đá đi. Đội nào thiếu? Thao, tao. Thằng Timmy vẫy gọi. Tôi lao ra sân rồi liên cuồng tranh đấu với tụi bạn và các đàn anh. Đến lúc nhận ra thì cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Bầu trời bắt đầu đã ngã tối. Ánh mặt trời nấp sau đường chân trời bị thay thế bởi luồng spotlight lớn. Trận đó kết thúc với tỷ lệ là 10-13, quả thật là một trận cầu kịch tính. Tôi trở về một bên sân, rút chai nước ra rồi ngửa cổ lên tu. Tuy giọng nói phấn khích của thằng Man đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thằng Sadaquat, mày dính chưởng rồi, mày dính chưởng thật rồi. Ủa gì thế? Đọc đi thằng khỉ. Tôi đón chiếc điện thoại từ tay của thằng Man, điều tôi nhìn thấy chính là màn hình Instagram của hội âm nhạc nổi tiếng vừa đăng ảnh lên. Tấm ảnh mà làm cho thằng Man đứng cười lên cười xuống từ nãy đến giờ. Bức ảnh chụp đều mục tiêu vừa viết lên trong câu lạc bộ, định nghĩa thật sự là Thai trong suy nghĩ của tôi. Đó là tờ giấy trả lời trong câu lạc bộ âm nhạc là Thai bằng vợ, chết tiệt, tiêu to rồi. Thứ sáu là thời gian tôi sắp xếp việc cá nhân để rảnh rỗi đưa thằng Thai đi xem phim. Để rủ được nó đi xem phim cũng có thể gọi là chạy ra chóc dãy.
Sau khi Bi Đêm đăng tấm ảnh chọc ghẹo lên Instagram của hội âm nhạc, thằng Thai không thèm nói chuyện với tôi nữa, đau lòng chết đi được, bị giận lâu ơi là lâu, không hiểu là tại sao và không biết làm sao để có cơ hội nói chuyện lại với nó. Thấy nó nguôi ngoai một chút, liền tìm cơ hội đưa nó đi xem phim. Thứ bảy chủ nhật đi không được làm tôi đúng đau lòng, mẹ kêu về nhà để ăn mừng sinh nhật thằng em trai là Bukon. Thế nên chúng tôi đành đi hôm sau. Sở dĩ phải gấp gáp như vậy vì không biết mối quan hệ dường như đã gần gũi hơn hay là xa cách hơn nữa, sợ rằng đến cuối cùng không thể đi tiếp rồi đã đau lòng. Thằng Thai và tôi vẫn mặc đồ sinh viên, mỗi người khoác trên vai một chiếc ba lô, thực tình rủ đi xem phim thế thôi chứ chẳng phải xem phim gì. Khi nào đến thì chọn, thật sự chỉ nghĩ được như thế. Xem gì? Tôi hỏi cục ngủng, thằng Thai quét mắt qua nhìn sơ sơ những bộ phim trên tivi. Mày là người rủ tao, muốn xem phim gì thì tự chọn đi. Cái gì tao xem cũng được hết, mày chọn đi. Đùng đẩy liền, lười nghĩ, mất công lại cãi nhau. Sau khi chọn ghế ngồi và trả tiền xong xuôi, tôi rủ nó đi ăn tối, đi dạo vài vòng, ghẹo gan nó vài câu để đến tận 9 giờ 20 phút mới được xem. Sắp đến giờ trung tâm thương mại đóng cửa nên đành kéo nhau ra ghế sofa của rạp để ngồi chờ. Bài mới của nhóm rớp ra rồi đó, nghe chưa? Người bên cạnh tôi lên tiếng. Nó bắt đầu nhét tai nghe vào hai tai rồi lắc lư theo nhịp điệu hăm hăm giỡn cười của nó. Ừ chưa, mày muốn nghe không? Hết giận tao rồi hả? Đi chơi với mày, chưa kể còn ăn cơm đến nỗi bụng căng như vậy, chắc là còn giận ha. Thực tình là do cô đơn quá, người khác ngồi đợi vào rạp chiếu phim nói chuyện rơm rã quá trời. Thực ra không nên giận mới phải, những gì tao biết là sự thật mà. Khốn nạn. Thì vợ chính là vợ, nếu có ai đến hỏi, tao cũng sẽ nói tao là chồng mày thôi. Mày mất nết quá đi. Cảm ơn. Ồ hô, lần này giận dai hơn mọi lần nữa, quay lưng nghe nhạc một mình luôn, đến nỗi tao phải đánh bạo, đưa tay giật một tai nghe của nó rồi tự nghe. Thằng Thai quay qua chừng mắt, nhìn như muốn gây sự, tuy vậy cũng chỉ chớp mắt chớp nhoáng mà thôi. Âm thanh tôi nghe thấy là một bản nhạc nên mang âm hưởng vui tươi, hòa với giọng của ca sĩ. Chỉ cần nghe lần đầu tiên đã biết ngay là nhóm nhạc yêu thích của thằng Thai. Nó rất thích các anh ấy, thích nhiều đến mức sợ rằng có thể nói tán tỉnh Bia và Bibon được, không chừng nó cũng làm đấy. Bài mới hả? Tôi hỏi. Ừ, tên bài hát là gì vậy? Mưa. Rơi xuống hết rồi mày, buồn hả? Không, ẩm ướt thôi. Chỉ cần ở bên nhau, trái tim lúc nào cũng ẩm ướt cả. Người bĩu môi trước khi quay qua nhìn chọn clip nhạc của bài hát, chắc chắn 80% trong điện thoại của nó là nhạc của Sroop, khiến tôi không khỏi thắc mắc tại sao nó lại thích đến như vậy. Tại sao lại thích nhóm Sroop? Ừ thì nhạc hay, nhóm khác nhạc cũng hay mà. Cảm xúc lúc nghe không có giống nhau, lúc mày nghe nhạc sôi động của các anh ấy, mày sẽ có cảm giác làm cho tâm trạng của mày tốt hơn, kiểu đúng là feel good luôn đấy. Ừ, tôi gật đầu. Còn lúc nghe nhạc buồn, nhạc của nhóm rút dễ dàng làm cho tao chìm đắm, không thể nào không ngân nga theo. Ngược lại, giống như có ai đó ngồi gần an ủi chúng ta hơn là khoét sâu vào nỗi đau khiến chúng ta phiền muộn. Vậy tao xin làm group được không? Chơi trò gì đấy? Muốn ở cùng mày dù là lúc vui hay lúc buồn, tin chắc rằng tao có thể an ủi mày dịu dàng còn hơn cả nhóm group nữa đấy. Chết tiệt. Chết mẹ rồi, thằng Thai không cảm, chán ghê mà. Quảng cáo remote kéo dài tới tận nửa tiếng, xem được phim cũng gần như là 10 giờ. Thằng gây phiền nhiễu chơi lớn bằng cách lôi đồ ăn vặt trong ba lô của nó nhét đầy vào ly nước, loại khủng. Nó bảo không thích mua đồ ăn vặt ở rạp chiếu phim, mẹ nó đúng đắt luôn. Cơ mà cái trò mua đồ ăn ở bên ngoài rồi nhét đầy vào ly nước của người ta cũng đúng là khốn nạn. Thằng Thai chọn phim xem không nổi cho lắm, tôi cũng ok, ngồi ngắm góc nghiêng của nó. Người lúc này đang đắm chìm chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình. Một tay cầm ly nước, tay còn lại bóc bánh cho vào miệng nhai rập rập, lâu lâu lại chu cái miệng dễ thương của nó hút nước cho đỡ khát. Mỗi hành động của nó đều nằm trong mắt của tôi, đã bảo là đáng yêu đến mức không thể nào rời mắt mà. Ngon không? Cho ta ăn xíu với. Tôi khẽ nói, thằng Tài quay qua nhìn một hồi, rồi bóc bánh đang đặt trên viên đá cho vào miệng của tôi một cách tùy tiện. Không ăn bánh phồng tôm kìa, cho Lay's được không? Này, rồi nó nhét vào miệng tôi lần nữa, cho miếng nữa đi. Thằng khốn, người ta đang xem phim mà. Bực bội với tao nữa chứ. Đời khác là người ta nắm tay rồi, dựa vào vai rồi.
Tôi cũng chuẩn bị vai sẵn sàng đây này. Thế mà nó có thèm để ý gì đến tao đâu. Tay đang tính nắm cũng chẳng rảnh. Chơi kiểu một tay cầm ly, một tay cầm bánh thế này thì bể rồi. Mọi thứ đã trên với thằng men đều là đổ sông đổ bể rồi mà. Thì kệ đi. Ăn uống đã đợi một hồi thì nó đặt ly nước vào chỗ tay cầm, cử động hai ba cái để có được tư thế thoải mái hơn, rồi sau đó... Trời, thằng quỷ đó đã ngủ mất tiêu rồi. Bộ phim tiếp tục với tiếng thở phì phò của người kế bên. Tay của nó từ việc muốn nắm bây giờ đã được toại nguyện rồi. Tôi ngồi xem phim với việc xoa xoa bàn tay của đối phương. Thằng thai giống như là quyết sống quyết chết với sự nghiệp ngủ mê của nó. Đến nỗi khi tôi nghĩ đây là cao trào của bộ phim đến mức đánh thức nó dậy xem. Thai, thai. Hả, chuyện gì? Người bên cạnh ngóc đầu dậy, mau chóng đưa tay lau nước miếng trước khi tôi chỉ vào màn hình lớn của bộ phim. Ra hiệu kêu nó tập trung xem hơn là ngủ, đến độ khô có cổ họng như ban nãy. Lúc thấy Potter cũng không nghĩ là sẽ có kết thúc buồn như vậy. Tôi ít khi xem phim tình cảm, có thể gọi là gần như không xem. Hôm nay có cơ hội xem thì lại có kết quả không như mong muốn. 15 phút trước khi bộ phim kết thúc, ngay cả hơi thở của người bên cạnh cũng nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy. Thằng thai không khóc, gương mặt nó đúng kiểu điềm nhiên, giống như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để có kết cục như vậy vậy. Cho đến khi... Không hay, không được, không chịu đâu. End credit hiện lên cùng tiếng nhạc là dấu hiệu báo hiệu cho bộ phim đã kết thúc, cùng với đó là sắc mặt chả mấy hân hoan của người nào đó. Dường như đối phương không hài lòng lắm với cái kết như thế này, kết thúc kiểu nam chính chia tay nữ chính. Mỗi người có một cuộc sống riêng và con đường còn lại của hai người sẽ không thể chỗ nào chung đo được nữa. Tao không nên chọn bộ phim này mà, tao nên xem The Girl on the Train hơn. Vậy tại sao không chọn? Thì tại bình thường ít xem phim tình cảm nên muốn thử xem sao. Vì tao nên chọn xem hả? Mày tự luyến quá rồi đó. Người trong rạp chiếu phim bắt đầu nói tiếp nhau ra ngoài. Thật ra số lượng người không nhiều đến vậy. Suất muộn nhất của rạp, chưa kể còn là bộ phim kém nổi tiếng đến nỗi ít người xem. Theo như những gì tôi quan sát thì chỉ có 4 ghế ngồi, đã thế còn cách xa nhau hơn cả thước. Xem end credit đã được không? Lỡ đâu có after credit thì sao? Nó vẫn còn nuôi hy vọng bộ phim này sẽ có kết thúc khác hơn những gì đã nghĩ. Tôi cũng không ngăn cản, ngồi với nó đến tận khi tất cả mọi người đã ra khỏi rạp. Tên diễn viên vẫn lướt liên tục, song không có vẻ gì là có after credit, sau khi nội dung vẫn như cũ, đúng tội nghiệp luôn. Không nghĩ sẽ phải nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của thằng tha như thế này. Nó chỉ là phim thôi mà. Nhưng mà không thích cái kết, mẹ nó, đúng là kiểu tình yêu không được toại nguyện luôn. Đau lòng hả? Còn phải hỏi. Phim kết buồn, nhưng đời thực sự mày có thể làm cho nó không buồn đấy. Bằng cách nào? Thì làm người yêu của nhau. Không đùa nha, tao đang căng thẳng. Thằng thai nói với một cách nghẹn ngào. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nó, thể hiện rằng tôi không nói đùa. Tao nghiêm túc đấy, nếu đây là bộ phim giữa tao và mày, tùy thuộc vào mày chọn cái kết thúc buồn hay là kết thúc vui đấy. Thằng thai. Không có bất kỳ câu trả lời nào từ đối phương ngoài sự im lặng, nhân viên rạp chiếu phim bắt đầu đi vào dọn dẹp. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay của đối phương, không quan tâm nó có cho phép và đáp án của tụi nó là như thế nào. Sarawak, đối phương gọi tên tôi, là cái tên gọi nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng từng cảm xúc. Sao thế? Thực ra, tao không thích xem phim có kết thúc buồn đâu. Ừ, rồi sao? Cái gì? Làm thì làm người yêu của nhau. Làm người yêu của nhau, làm người yêu của nhau, chết tiệt, vượt quá sự mong đợi mà. Mày ấy, đáng yêu chết đi được luôn. Đi lập bàn cúng bái chỗ nào trước đây, chắc là chỗ thằng men đầu tiên, địt mợ mà. Khoan đã, đợi một chút, tao tỉnh chưa? Đến đây thì phần 2 của chương 17 là kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho nó nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Đam Mỹ Tường Truyện, hãy nhấn nhấn nút đăng ký và chiếc chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.